Cabin của chiếc xe tải này biến dạng hoàn toàn sau khi xảy ra va chạm với một xe đầu kéo trên đường Võ Trần Trí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 18 tháng 12 năm 2020, người dân sống gần cầu kênh 7, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nghe tiếng va chạm mạnh trên đường Võ Trần Trí, liền chạy ra thì thấy một xe tải tông vào rơ móc của một xe đầu kéo chạy cùng chiều. Hậu quả, vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong, phụ xe bị thương. Tại hiện trường, phần cabin xe tải biến dạng, chiếc xe đầu kéo nằm cách xe tải khoảng 300 m. Một phần rơ móc xe đầu kéo cũng bị hư hỏng. Đến gần 9 giờ sáng cùng ngày, vụ tai nạn giữa xe tải và xe đầu kéo mới được công an huyện Bình Chánh giải quyết xong. Các phương tiện gặp nạn được kéo ra khỏi hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.